cái này thui đường nào ta? Cái nứt luôn. Rồi cả nhà nha, đây mình thui sầu riêng. Đây, dao dùng để thui sầu riêng. Rồi, 60 ngàn ký nha mọi người. Mình kêu xui nên không biết xui mà thôi. Nó nứt ra chút mình dễ xui. Cái chỗ này nó nứt. Này chỉ cái chỗ nứt. Bổ đại một đường ở đây. Thơm quá. Mình viên hạt lép luôn. Con này không phải dễ ăn đâu. Bây giờ chịu vui nên nó cứng quá. Cái đường bộ. Có bàn tay. Tìm cái khăn này. Mà cho miếng gió này. Dập hết khỏi ăn.
hết muối rồi, múc ra trước đi. Có thiệt chứ. Phải dùng sức. Rồi, mệt. Nát hết rồi. Nguyên hạt lép thôi mọi người. Đây. Rồi anh em ăn nha. Chảy máu tay luôn. Nhắc bấy nhá. Nát hết. Rồi trong đây một muối thôi nè. Hãy kéo tay ra chưa. Không biết làm sao mà lấy cái này nào. Để dùng sức thôi. Đây. Cái gì mới đẹp nhất nè. Ngon quá. Này mới mốt mua đó. Mở người ta nạo dùm cho mình luôn chứ nạo này rất dở. Nó chín mùi luôn còn đỡ rồi mà nó cứng cái này. Cái này không biết còn không. Chắc hết rồi. Đây. Mời cả nhà nha. Xong. Xong nửa trái, còn nửa trái. Còn nửa trái. Để bỏ đường này, bỏ thêm một bên đi.
Đặt lên chặt dừa. Mấy người đó tao bán tao vui hay quá. Chắc trong đây còn nữa. Cái đường không tiếp. Này mình khui bán cho nó bỏ chạy luôn đó mình. Trăm 74.000 một thao, cũng nặng chứ, tan nát hết. Rồi mời cả nhà nha, mình đi rửa tay cái, tạm biệt nha. Nào giờ chưa vui đầu viên. Anh em có cách nào hay thì chỉ mình nha, nào giờ mình chưa vui. Cứ bình luận thoải mái đi anh em. Thấy hay mắc cười á thì nhớ vô đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Đi rửa tay cái. Chào anh em.